làm cho não của tôi mất trí nhớ. So when I got a cancer and then my sisters found a very good doctor in one of the best hospital in Taiwan. Nhờ em gái của tôi giúp tôi ở Đài Loan tìm được một bác sĩ rất là giỏi. So after that, I start to live in hospital for over 1 year. Sau đó tôi phải điều trị ở bệnh viện một năm. And so for the first time, you know, the doctor said you need to have a chemo treatment. Bác sĩ đưa ra một cái phương án để điều trị cho bệnh của tôi là tôi phải hóa trị liều cao. So that time, after the first time of the chemo treatment, khi mà lần đầu tiên hóa trị, I got a little bit infection in my leg. Tôi có một ít nhiễm trùng ở chân của tôi. So all my left body, it's all become turned dark blue. Cái cơ thể của tôi nó bị biến bị bầm tím. So I got nhiễm trùng á. Nhiễm trùng. Đây là sao? Phong mô sinh kỳ tử. Bỏ hắn mình chẳng cô là And so that time, every time I got a chemo treatment, I start to throw up. Can I eat? You know, and I feel very tired. I lay in bed all day long. Mỗi lần mà hóa trị nó làm cho tôi là rất là mệt mỏi. Tôi phải nằm suốt ngày và tôi bị ói tiêu chảy. And my weight start from 180 pounds, drop down to 140. Wow. Đó đẹp. Trọng lượng của tôi, mình nói kilo cho các bạn dễ biết, là ảnh từ khoảng hơn 80 mấy ký rớt còn khoảng 50 ngoài. So that continues for 11 chemo treatment. 12 chemo treatment. Tôi đã trải qua 12 lần hóa trị. And until the last one. Cái lần hóa trị sau cùng. The doctor said I have to get the stem cell. Bác sĩ nói với tôi là tôi cần phải làm ghép tế bào gốc. Before the stem cell, the doctor have called all my family to get in the hospital. Trước khi ghép tế bào gốc thì bác sĩ yêu cầu toàn bộ người nhà của tôi đến bệnh viện. Because that time the chemo stem cell was not official yet. Tại vì lúc đó làm ghép tế bào gốc thì nó tại anh không có nắm rõ lắm. Thì cái việc tế bào gốc á, là nó không có nhiều ca thực hiện lắm. And on the that chemo is inject a very high dosing of the chemical to kill all the white cell, all the red cell, and all the cells. Cái hóa trị đó thì nó là một cái liều rất là cao, nó giết hết tất cả những cái tế bào máu của tôi, là hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu. So after the kill all those cells and they go to testing. Hmm? 抽完血之後啊,他又開始檢測啊。 anh nói tất cả những cái lần hóa trị sau đó thì đều có thể sorry I forgot to lấy tức là xét nghiệm máu. Before that this step, you know, they withdraw my blood from my bone. And rồi có nhiều lần á thì họ phải rút tủy của tôi. And all the cell after they withdraw my blood and put into the refrigerator and to storage. Sau khi lấy máu, sau khi lấy tế bào gốc của tôi thì họ dùng để đông lạnh. And until the first, you know, I inject a very high dosing of the chemicals and kill all the cells.
再说一次。把我打进那个 chemical， 把我那个身体的那个 cell 全部杀死了。Tức là sau khi lấy tế bào gốc đông lạnh á, là bác sĩ dùng một loại thuốc rất là mạnh để diệt tủy, tức là diệt hết tất cả các tế bào máu trong cơ tủy của mình. And until they test out, there's no the cell count or the cell count drop to zero. Tất cả các chỉ số quay về zero. So and then they inject my original blood. Sau đó họ đưa cái tế bào gốc của tôi truyền lại vào cơ thể của tôi. That time I take a lot of lipid nano. Lúc đó thì tôi dùng rất là nhiều cái sản phẩm lipid nano. So once I inject in, my cell goes up real quick. Cho nên là khi tế bào máu nó vào lại cơ thể của tôi thì nó sinh trưởng rất là nhanh. And after about a month, my cell counts increase a lot. Sau một tháng thì những cái tế bào máu của tôi thì tăng trưởng khá tốt. Without lipid nano, I don't think I can recover that quick. Ban đầu tôi không có nghĩ là cái lipid nano nó có thể tốt như vậy. So after that, originally I have two batch of these cells, two batch of blood, and I only use one. Tôi lấy được cả hai túi tế bào gốc nhưng mà tôi chỉ dùng một túi thôi. So after I recover, sau khi tôi bình phục, that was very successful. Ca điều trị của tôi là rất là thành công. So I said lipid nano saved my life. Cho nên tôi nói là lipid nano đã cứu mạng của tôi. Yeah, so that's how I become today. Wow. Đó là tôi tồn tại đến ngày hôm nay. Wow, how long you use the vitamin supplement before you go to the hospital? How long? How many years? How many years? Many years. Yeah. Wow. After leave the hospital. Yeah, when he have the go to the cancer, khi mà ông bị bệnh ung thư như vậy á, thì tới ngày hôm nay á là bao nhiêu năm thì cho ông dùng cái vitamin dược thảo. Khi mà bắt đầu mắc bệnh á thì là dùng cái dược thảo cho tới ngày hôm nay. Là bao nhiêu năm? 8 năm. Wow. Như vậy thì cái lúc của trường hợp đó là những cái người bệnh á, người ta rất là cứng đầu. Không phải là mình nói cái là thực ra bệnh nhân á, những cái người mà bị bệnh á là cứng, bị cancer, bị ung thư, họ rất là cứng đầu. Không phải nói cái là người ta tin mình đâu, đúng không? Người ta bác sĩ tôi là number one là bác sĩ tôi, làm sao mà tôi tin mấy cái quỷ này. Em mới gặp nhiều ca lắm mà chị không, người ta không bao giờ tin mình đó. Nhưng mà cái quan trọng á là làm sao chị cho muốn vô, làm ví dụ như chị đâu biết cái la phát ra nổ nó tốt hay là không tốt đâu. Mình biết nó tốt thiệt, nhưng mà đưa ông bác sĩ kia, ông nội bác sĩ kia, mày không được uống cái này là dược thảo, nó good, mày uống thuốc của bác sĩ. Cho nên đó mới là quan trọng. Cho nên bệnh nhân đó cần phải có một bà vợ tốt, hoặc là ông chồng tốt. Đó, cái bà vợ phải tin tưởng cái sản phẩm của mình, bà vợ mới cho uống. Bà vợ có kiến thức và tin tưởng sản phẩm. Đó, cái quan trọng là ở chỗ đó. Chứ không phải là biết là những cái người, mấy anh chị em mình biết là những người mà bệnh ấy, người ta rất là cứng đầu. Người ta nói cái thời điểm người ta sắp chết thì chỉ cần như tích tắc là người ta chết, người ta đem về. Thì người ta nói là bác sĩ tôi là number one, mà bây giờ bác sĩ đã bác sĩ chê rồi, còn number one, number two gì nữa, đúng không? Cái vấn đề chính là cái người nhà của cái người bệnh nhân đó có niềm tin là cho uống cái sản phẩm này. Cảm ơn là chị là người cứu sống ông, chứ không phải là lai phát nào cứu sống ông. Dù như chị không tin, chị nói trời ơi Kiệt ơi, em cho chị uống cái này, ông uống cái này rồi biết cái này nó có tốt không, cho ông uống cái em còn lên đường cho lẹ nữa. Em gặp rất là nhiều ca chị quê, rất là nhiều ca. Rất nhiều, thậm chí mình cũng biết rất là nhiều, thậm chí là em rể bà con cũng biết là ảnh sống lại được là nhờ những cái dòng sản phẩm này, nhưng mà người ta biết thì cũng đâu có tin đâu. Không tin là cứ đầu lắm, người ta không có tin, tại vì thậm chí là bà vợ của người ta không tin. Đúng rồi, chủ yếu là bà vợ của người ta không tin đó. Cho nên không có cho ông chồng uống đó. Rồi, hoặc là người ta tiếc tiền, hoặc đó, là người ta không tin. Mà người ta có tiền chứ không phải người ta không có tiền nha. Người ta có tiền chứ phải là người ta không, nhưng mà ta không tin. Có vấn đề là ở chị là người cứu sống ổng, chứ không phải là vấn đề là làm cách nào rất là
cứng đầu, mà vấn đúng đề rồi. Mình phải làm sao có đủ kiên nhẫn kiến thức nữa, mình chỉ quyết định cho ông. Đúng rồi, thì mình phải kiên nhẫn, mình phải kiên nhẫn, mình phải học nè, mình phải tìm hiểu nè, mình phải nghiên cứu nè, tất cả các kiến thức ở khắp nơi để mà ra một cái quyết định để cho bệnh nhân uống, cái đó rất là quan trọng. Mình tin bác sĩ là một chuyện, mình phải hỏi bác sĩ, rồi mình xem bác sĩ phản ứng như thế nào, rồi mình mới quyết định cho uống hay không. Nhưng mà mình cũng không loại trừ nhiều bác sĩ họ sợ gánh trách nhiệm, cho nên họ không dám khuyên gì cả, nó uống thuốc theo liệu trình của bác sĩ là đúng tốt rồi. Cho nên là người ta không dám khuyên mình quá nhiều, tại vì bác sĩ họ không rành về dinh dưỡng. Đúng, chính xác. Bác sĩ cũng không rành về dược thảo, tại vì chính tại sao mình tin tưởng hoàn toàn, tại vì thứ nhất là mình là người gốc Hoa, rất là tin tưởng linh chi, đông trùng hạ thảo, những cái sản phẩm đó, và cộng thêm mình có một cái nền tảng về mình quản lý chất lượng về những cái dòng sản phẩm giấy chứng nhận của một cơ quan thứ ba. Mình rất tin rằng bên Mỹ mình có một cái cơ quan thứ ba để mình công nhận những cái chất lượng sản phẩm đó, cho nên mình có niềm tin. Với là mình tìm hiểu công ty New Skin nó có một nền tảng khoa học, mình có thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên mình mạnh dạn cho anh dùng. Cái vấn đề hay là ở chỗ đó đó, cái vấn đề cái chốt lõi là chị là người quyết định cho ông dùng đó. Bạn bè của ông xã mình đó, lúc nào gặp mình cũng nói là rất là cảm ơn mình đã cứu sống bạn học của tôi, là tất cả những người đó đều nói là mình đã nói là lụm cái mạng sống không dễ. Đúng rồi đó. Cho nên mình cần phải khuyên những người quen biết của mình á, là họ cần phải tìm hiểu kỹ cái dòng sản phẩm đó, làm sao có thể giúp được cái những người thân của mình, đừng có để họ nhiều khi chết oan uổng vì mình thiếu hiểu biết mà không thể giúp được cho họ thì rất là uổng. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ, rất là hay. Thank you so much, Mr. Chen. Thank you so much for sharing your story. We try to tell our story to help the people around the world how they need to take care their health, and when they get the problem, they need to find the very good way to solve. Yeah. Thank you so much. Thank you. And.